hai cha con này đúng là kỳ dị của kỳ dị. Mỗi ngày chạy tới nhà vệ sinh công cộng để tắm rửa. Sau khi sấy khô tóc cho con trai, Vi Đại Hán ngồi xuống sấy tóc của mình. Họ ăn cơm cũng tuyệt đối không dùng tới tiền. Mỗi ngày tới siêu thị để ăn thử. Khi nhìn thấy hai cha con khó coi như thế, nữ thực khách đứng phía sau liền nổi giận. Anh thử xong chưa vậy? Anh thử xong rồi thì đi đi, đừng cản trở những người thật sự tới mua hàng như chúng tôi chứ. Thật ra vị nữ thực khách này là vợ của Vi Đại Hán, Diana. Cô cũng tới đây để ăn mà không trả tiền. Con tôm này chưa chín. Tôi thử thêm những món khác thử xem. Không những ăn hàng không trả tiền, mà thậm chí cả việc trang điểm cô cũng là xài ké. Con gái Vi Thiên Hoa còn keo kiệt hơn cả mẹ nữa. Để tiết kiệm tiền nước, việc rửa mặt cô cũng tới quầy bán mỹ phẩm để trang điểm thử. Có thể giúp tôi gói thêm hai chai không? Chút nữa tôi quay lại trả tiền hết toàn bộ một lần luôn. Cảm ơn nhé. Bạn tưởng rằng như vậy là xong ư? Người vợ Diana cũng là do Vi Đại Hán đi thuê mà có. Vi Đại Hán thất nghiệp đã lâu, vì muốn nuôi sống con trai và con gái, đã đặc biệt ký hợp đồng thuê vợ với Diana. Chồng à, dùng thân phận vợ chồng để tham gia một cuộc thi điên cuồng, chỉ cần có thể sống qua được 7 ngày với số tiền 400 đô la Hồng Kông, thì có thể giành được số tiền thưởng là 10 triệu đô la Hồng Kông. Cả gia đình 4 người đã tới căn nhà đặc chế của đài truyền hình. Tất cả những thứ ở đây đều được để giá là 5 đô la Hồng Kông. Diana đi tắm một lần là 5 đô la. Vì đói quá không chịu nổi nữa, nên cả gia đình Vi Đại Hán đã mua một hộp mì ly. Diana ăn một hơi hết nửa ly. Con trai út Vi Vạn Hoa đành phải ăn phần còn lại, tới lượt Thiên Hoa thì chỉ còn chút canh. Đại Hán nhìn con gái ăn mà thèm thuồng, hai mắt như phát sáng, nhưng muốn chiến thắng cuộc thi. Chi tiêu như vậy cũng là quá nhiều rồi, bởi vì đối thủ cạnh tranh gia đình Lê Tiểu Tường còn tiết kiệm hơn. Cả gia đình thậm chí không ăn cơm, mỗi người thắt thật chặt dây thắt lưng quanh bụng. Sau một ngày, gia đình họ Vi còn dư lại 385 đô la, còn gia đình họ Lê thì cả gia đình bước vào phương thức ngủ đông. Khiến cho người chủ trì tiết mục suýt chút đã gọi xe cứu thương rồi, đừng vui mừng quá sớm. Khi đi ngủ lật người lại, hơi thở đã thổi bay mất tờ tiền giấy 100 đô la, gia đình họ Vi nhặt được vui mừng khôn xiết. Nên Vi Đại Hán quyết định đưa cả gia đình ra ngoài ăn mừng, nhưng phiền phức lớn đã tìm tới họ, nồi thịt gà với đầy những quả ớt này. Bạn có muốn ăn không? Nếu bạn cảm thấy quá cay, vậy thì tôi nói rằng họ chỉ bán với giá 1 đô la, thì bạn có mua không? Đừng vội vàng nói mua mua mua. Phải nghĩ tới rằng 1 đô la có thể ăn nguyên con gà, thì đương nhiên cả nước canh cũng không được để thừa lại, bao gồm cả những quả ớt trong đó. Nếu như dư lại một chút thì mỗi gram là 5 đô la. Diana là người đầu tiên không chịu nổi. Không được rồi, cay quá. Đợi cô vừa đi khỏi lập tức Đại Hán đã đổ nước canh từ nồi của mình vào trong nồi của Diana. Tiếp theo là con gái Thiên Hoa. Và cuối cùng là con trai Vạn Hoa. Một thực khách trong nhà hàng là Từ Thiếu Hiệp cũng tới tham gia một phần. Khi nhìn vào nồi thịt gà, vừa tê vừa nóng, vừa cay, còn có cả nguyên quả ớt nữa. Sau khi Diana quay về, nhìn thấy nguyên nồi canh ớt, còn có cách nào khác nữa, phải uống thôi. Diana sau khi uống cạn nồi canh, cô lại chạy tới nhà vệ sinh. Nhưng một người phụ nữ đi ngang qua, lại muốn lấy bộ quần áo hàng hiệu mà cô thuê với giá 5 đô la, cởi áo ra nhanh lên. Nhưng Diana bị cướp không chỉ có bộ quần áo, mà còn có cả tiền trong túi nữa. Mới chỉ qua 2 ngày thôi, mà tiền phí sinh hoạt 400 đô la này chỉ còn lại 200. Diana mất tiền mất áo, đã trực tiếp chơi trò mất tích, cả gia đình không thể không đi khắp nơi để tìm cô. Họ còn tìm tới cả người hỗ trợ, đó chính là người thực khách ở nhà hàng Từ Thiếu Hiệp. Thật ra anh ta là đạo diễn của tiết mục truyền hình này, anh và Thiên Hoa cùng nhóm. Nhưng tìm kiếm một hồi thì cả hai lại đi vào rạp chiếu phim xem phim, vì muốn lấy lòng của Thiên Hoa. Từ Thiếu Hiệp đã mua sushi mà cô thích ăn nhất, mọi người hãy nhớ kỹ hộp sushi này nhé. Bởi vì sắp tới nó sẽ thay đổi vận mệnh của gia đình 4 người này. Mà có phải chúng ta đã quên mất Diana rồi không? Thật ra thì cô đang trốn trong nhà vệ sinh nữ ở trung tâm thương mại, đồng thời lại bị cướp bởi cùng một người. Điều này khiến cho gia đình họ Lê là đối thủ cạnh tranh của họ vô cùng vui mừng. Đêm đó họ đã ăn mì ly và uống nước ngọt để ăn mừng, bởi vì bất luận thế nào thì họ cũng thắng chắc rồi. Còn bên gia đình họ Vi, tình hình không được khả quan lắm. Thiên Hoa vì ăn sushi nên đã bị rối loạn tiêu hóa, bắt buộc phải gọi xe cứu thương, nhưng gọi xe cứu thương đồng nghĩa với việc chấp nhận bỏ cuộc. Đại Hán muốn gọi xe, nhưng cả nhà hiện tại chỉ còn lại có 50 đô la mà thôi, còn tới 3 ngày cuộc thi mới kết thúc. Cỡ nào Diana cũng không đồng ý, việc mà bây giờ tôi có thể làm chính là cố gắng chịu đựng thêm 3 ngày. Đại Hán vô cùng tức giận, ông đành phải cõng Thiên Hoa trên lưng và chạy bộ tới bệnh viện, những người quay phim đi theo sau họ, hoàn toàn không có ý định giúp hai cha con một tay. Đây mới là thế giới hiện thực. Thiên Hoa được đưa vào phòng cấp cứu. Cô ăn sushi sao? Người này cũng là ăn sushi đấy. Cùng lúc tới bệnh viện bạn đoán xem còn có ai nào. Đúng vậy, đó chính là Từ Thiếu Hiệp. Ở bệnh viện cũng gặp nhau, hai người càng ngày càng bước tới gần hơn. Còn Diana thì đột nhiên cảm thấy cắn rứt lương tâm nên đã ngồi xe tới bệnh viện. Bệnh đã trị khỏi. Nhưng họ chỉ còn lại 30 đô la, làm sao để chiến thắng cuộc thi? Lúc này, Thiên Hoa đã nghĩ ra cách hay. Đây là cách kiếm tiền giỏi nhất mà tôi từng gặp. Những thực phẩm bán trong máy bán hàng tự động chỉ có 5 đô la. Đem bán cho các công nhân ở công trường, cô bán với giá 8 đô la. Cả gia đình họ Vi đã nhờ vào việc mua đi bán lại. Dùng 30 đô la đã kiếm được 200 đô la. Và đồng thời điều này không vi phạm vào quy tắc. Quy tắc nói rằng không được đi làm công, nhưng không nói rằng không thể làm ông chủ. Và rồi vấn đề tiếp tục nảy sinh.
Người mua càng ngày càng nhiều, nhưng thực phẩm trong máy bán hàng tự động đã hết sạch rồi. Thiên Hoa nảy sinh ra ý tưởng. Cô tìm tới đối thủ cạnh tranh là gia đình họ Lê, dùng tiền để mua hết toàn bộ thực phẩm của họ. Đợi tới khi gia đình họ Lê ý thức được mọi chuyện thì đã quá muộn rồi. Hai vợ chồng vội vàng chạy tới cửa hàng tiện lợi để mua thực phẩm. Nhưng tất cả những thực phẩm và nước ngọt bán ở đây đều đã bị Thiên Hoa mua sạch. Lê Tiểu Tường không thể không trả nhiều tiền hơn để mua nước ngọt và lương thực mà ông chủ cửa hàng để dành lại. Nhưng đợi tới khi anh chạy tới công trường thì trời đã tối. Ai lại mua thức ăn vặt để ăn tối kia chứ? Ngày mai chính là ngày cuối cùng của cuộc thi. Lê Diệu Tường không thể không từ bỏ suy nghĩ kinh doanh, muốn trả lại toàn bộ những thực phẩm đã mua. Nhưng ông chủ chỉ đồng ý mua lại với nửa giá. Mì ly bị móc rồi không đáng giá nữa. Nước ngọt không lạnh không đáng giá. Khoai tây nát hết rồi không đáng giá nữa. Ông không sao đó chứ? Lỗ Tấn có câu nói rất hay. Ấm no tư dâm dục, ăn no không có việc làm. Sau khi kiếm được tiền, gia đình họ Vi dường như đã nắm chắc phần thắng. Do đó Thiên Hoa nhân lúc rảnh rỗi đã đi hẹn hò với Từ Thiếu Hiệp. Hẹn hò thì có gì để xem nhỉ? Tôi trực tiếp chuyển tới chi tiết hai người họ hôn nhau vậy. Đi hẹn hò mà vẫn có người quay lén sao? Vậy là sao? Thì ra giám chế của chương trình chê lượng người xem của tiết mục không cao, nên đã yêu cầu thêm vào tình tiết yêu đương giữa Thiếu Hiệp và Thiên Hoa. Bước quan trọng nhất chính là nụ hôn này. Chỉ cần có thể hoàn thành yêu cầu của giám chế, thì Từ Thiếu Hiệp có thể được chuyển qua đóng phim, còn là phim võ hiệp mà anh ta thích nhất nữa. Còn được hợp tác với người thể hiện vai diễn Sở Lưu Hương đời đầu là diễn viên võ thuật Địch Long. Sau khi biết được toàn bộ đều chỉ là một màn lừa gạt, Thiên Hoa tát vào mặt của Từ Thiếu Hiệp và giận dữ bỏ đi. Vào ngày công bố kết quả cuộc thi, gia đình họ Vi tổng cộng còn lại 182 đô la, còn gia đình họ Lê thì còn lại 186.5 đô la. Kết quả này khiến cho Diana không hài lòng. Nhưng lúc này Thiên Hoa vừa đưa tay vào túi áo, không ngờ còn có 5 đô la. Thắng thua đã rõ, gia đình họ Vi đã giành được 10 triệu đô la, nhưng tiền đã tới tay chưa? Hoàn toàn không. Còn nhớ Vi Đại Hán đã từng ly hôn không? Người vợ cũ của ông. Đúng vậy, chính là người phụ nữ giống y hệt con gái Thiên Hoa. Sau khi biết được Đại Hán trở thành triệu phú, đã mặt dày quay lại đòi tái hôn. Và việc làm này vô tình khiến cho vụ việc Đại Hán và Diana giả làm vợ chồng đã bị bại lộ, nên họ đã bị mất quyền thi đấu. Người thắng cuộc vẫn là gia đình họ Lê. Cực khổ hết 7 ngày, kết quả lại chẳng được gì cả. Có đáng không? Nhưng Đại Hán lại cảm thấy rất xứng đáng. Trong 7 ngày vừa qua, ông không những có được thân tình, mà còn có cả tình yêu. Bởi vì Diana từ lâu đã bị tên bạn trai đều cáng bỏ rơi. Trong lòng bị tổn thương nặng nề nhất, Diana đã có được sự an ủi của Đại Hán. Thêm nữa, khi Thiên Hoa nhập viện, Diana đã không quản ngại trời mưa chạy tới bệnh viện để thăm Thiên Hoa. Và như thế, hai người đã nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Đối với Thiên Hoa, sau khi việc hẹn hò giữa cô và Từ Thiếu Hiệp bị ghi hình, hình ảnh được lưu lại trong băng hình. Cuối cùng Từ Thiếu Hiệp đã không quan tâm tới áp lực từ người quản lý cấp trên của mình, đã mang cuộn băng ghi hình đó đi. Đi tới trước mặt của Thiên Hoa để bày tỏ tình cảm. Dưới sự giúp đỡ của Địch Long, hai người thật sự trở thành một đôi. Cuối cùng gia đình họ Vi thông qua sự cố gắng của mình đã mở một cửa tiệm gà rán. Điều này còn xứng đáng hơn khoản tiền 10 triệu đô la tiền thưởng đó phải không nào? Nếu như cho bạn lựa chọn, bạn sẽ chọn một cuộc đời cố gắng phấn đấu hay chỉ có khoản tiền 10 triệu? Bộ phim Gia Tộc Tiết Kiệm, Hiệp Thúc chỉ nói tới đây thôi. Nếu thích thì nhớ nhấn like và theo dõi nhé. Gặp lại bạn vào kỳ sau.